Xin chào tất cả bạn đã đến với chương trình của Vũ Quang trong cái thước phim này. Thì trong cái thước phim này, Vũ Quang muốn chia sẻ và muốn bình luận về hai con người. Một đó là đại úy Lê Chí Thành và một người nữa tên là Hưng. Thì tôi không rõ anh Hưng là như thế nào. Thì anh Hưng với lại anh đại úy Lê Chí Thành thì các bạn biết là trong thời gian qua rất là sùm lên ở trên mạng xã hội và trên tất cả các diễn đàn của bọn phản động. Thì ngày hôm nay thì về góc độ liên quan đến câu chuyện của anh Hưng, gia đình anh Hưng liên quan đến việc là oan sai hay là về cái việc bất công liên quan đến cấp trên của mình thì điều đó tôi không bàn. Ở đây tôi chỉ bàn ở trong một cái góc cạnh dưới góc nhìn của một công dân Việt Nam và cũng dựa trên đó là hiến pháp pháp luật của Việt Nam. Và ngoài ra cũng dựa trên đó là 10 cái điều mà liên quan đến ngành công an cần phải thực hiện. Thì ở đây tôi nói về anh đại úy Phạm Chí Thành ấy. Có những điều mà tôi thực sự nói với các bạn rằng là trong một góc độ nào đó thì tôi có thể nói rằng là đang nghiêng sang hướng đó là phản động nhiều hơn là hướng đó là muốn làm trong sạch hệ thống công an. Tại sao tôi nói như vậy? Anh Phạm Chí Thành cũng như anh Hưng hoàn toàn lên live stream nói chuyện bình thường với một điều kiện là đừng mặc quân phục. Tôi nói thật các bạn như vậy. Bởi vì khi lên cộng đồng mạng thì ta phải có cái sự đó là thượng tôn pháp luật. Không phải là cái bộ quần áo đó chúng ta thích mang đi đâu thì mang. Nếu thực sự để có một cái thiện cảm đối với nhân dân và đồng bào người ta ủng hộ mình thì phải là những nhân dân và đồng bào ở trong nước ủng hộ mình chứ không phải ở người ngoài nước. Ví dụ như bản thân tôi nghe rất nhiều những cái live stream của Phạm Chí Thành cũng như là của anh Hưng. Tôi cũng có đồng cảm thôi, không đồng cảm. Nhưng ngược lại thì tôi rất phản cảm. Tôi phản cảm ở cái bộ quân phục của anh hai anh này. Cực kỳ phản cảm. Bởi vì cái bộ quân phục đó nó không đại diện cho một cá nhân mà nó đại diện cho một ngành. Nó đại diện cho một dân tộc. Chứ không phải là đại diện cho một cá nhân mà có thể vác lên đó được. Và cái bộ quần áo đó nó không làm lên uy tín của anh Thành cũng như anh Hưng. Nó không thể nó làm lên uy tín được. Bởi vì đã là sự thật thì nó vẫn cứ là sự thật. Đúng chưa? Nhưng cái bộ quần áo đó không thể đại diện cho một cá nhân được. Làm sao đại diện cho điều đó được? Và chính bản thân anh đại úy Phạm Chí Thành cũng như là anh Hưng vô tình đã đưa mình vào đó là cái con đường kỷ luật. Và rõ ràng đấy là cái điều sai. Đúng không? Không có cái thượng tôn liên quan đến tôn trọng ngành nghề của mình. Và cũng không có cái sự đòi uy nghiêm cho ngành nghề của mình. Nếu như hai anh hoàn toàn mặc quân phục thường, mặc quần áo thường dân, lên trên diễn đàn để nói chuyện, để trình bày về trình tự, cái công việc của mình, đã từng có những cái khiếu nại liên quan đến sự việc của anh Hưng, nhưng vẫn không được giải quyết, đúng không? Như thế thì sẽ được sự ủng hộ của nhân dân. Nhưng ngược lại, hai anh lại mặc quân phục lên thì thực sự sẽ không được sự ủng hộ. Tôi không biết các bạn như nào, nhưng với tôi thì đó là một sự phản cảm. Sự phản cảm thật sự. Bởi vì trong mỗi một cái khiếu nại thì nó có từng cái cấp bậc một. Nhưng mà như anh nói rằng là anh đã gửi đi tất cả rồi nhưng mà không được đó là hỗ trợ về vấn đề khiếu nại đó. Và anh quyết định đó là sử dụng, đó là cộng đồng mạng xã hội. Nhưng trong cái việc mà anh sử dụng cộng đồng mạng xã hội với góc độ của anh Hưng nói chuyện ấy, thì tôi còn có cảm tình. Còn tất cả các clip liên quan đến đại úy Lê Chí Thành ấy, thực sự là phản cảm. Rất là phản cảm. Thứ nhất về cách ăn nói. Thứ hai là về cái tác phong. Đó là hai cái điều mà tôi vô cùng là phản cảm đối với lại anh đại úy Phạm Chí Thành nhá. Còn với anh Hưng là người trong cuộc, khi anh nói ra tôi thấy ở trong đó có cái dốc bầu tâm sự. Nhưng cái mà anh Hưng đã không làm đúng để có được sự ủng hộ của nhân dân, đó chính là bản thân anh đã mặc cái quân phục của mình. Thì đó là điều không lên, không nên một chút nào hết nhá. Thì nếu như anh Phạm Chí Thành cũng như là anh Hưng mà nghe được cái thước phim này của Vũ Quang thì bản thân Vũ Quang không trách cứ về việc là đấu tố hay khiếu lại liên quan đến việc oan sai của mình. Chứ đó là quyền và nghĩa vụ của anh. Nhưng thực sự anh vì dân tộc, vì muốn có một ngành công an trong sạch, vì muốn vạch mặt ra những con người cán bộ cấp trên của anh làm việc không tốt và không trung thực, ăn chặn của đó là cấp dưới, ăn chặn của cả những tù binh nữa, thì đó là điều tốt. Nhưng mà đừng mang cả một ngành ra, đừng mang biểu tượng của cả một ngành công an ra. Bởi vì không thể nào vì một hai cá nhân như thế mà nó ảnh hưởng tới cả một ngành công an được. Làm sao làm thế được, đúng không? Còn tôi nói với quý vị anh chị và các bạn rằng là ở Việt Nam hay ở bất kỳ quốc gia nào, ở bất kỳ ngành nghề nào thì đều có những con sâu làm dầu nồi canh, ở bất kỳ quốc gia nào. Điều đó làm sao tránh được? Bởi vì bản thân cái tham sân si của con người ta, đố kỵ con người ta, đó là bản chất của con người. Tôi lấy ví dụ như là nhiều người dân chủ cuội đấu tranh nói thì nghe chừng mạnh mẽ, nhưng chính bản thân họ thì lại là những người đó là
biệt thủ công quỹ của hội nhóm của mình, mới nhỏ bằng cái mắt mũi thế thôi mà đã biệt thủ công quỹ rồi, đúng không? Đã lừa thầy phản bạn rồi, đã nói sai về những sự thật liên quan tình hình đất nước rồi. Nếu như những con người đấy mà cầm quyền, có quyền trong tay thì còn lộng hành tới mức nào nữa, đúng không? Cho nên ở đây tôi chỉ nói về anh Hưng cũng như là đại úy Lê Chí Thành. Nếu như lần sau có lên trên diễn đàn thì cởi cái quân phục của mình ra. Nó không khác nào như là những linh mục khi đứng lên trên diễn đàn để nói chuyện thì lại khoác trên mình đó là cái áo linh mục, cái áo của các linh mục mặc, thì có phải là làm xấu đi, xấu mặt đi cái thánh kinh của mình không? Làm xấu mặt đi đó là tất cả hội công giáo của mình không? Làm xấu mặt đi những linh mục chân chính không? Giống như thế thôi, chẳng khác nào cả. Không cấm tất cả mọi công dân đi lên diễn đàn để nói chuyện, nhưng đã lên diễn đàn để nói chuyện, để vạch mặt, để đấu tố một cái điều gì đó thì hãy mặc thường phục, đừng mặc quân phục nha. Còn chỉ mặc quân phục khi nào? Khi những đài báo chính quy có cái chương trình đó là phỏng vấn, nói chuyện liên quan đến ngành nghề của mình thì đương nhiên này mặc quần áo. Còn đã ra khỏi cái giờ gọi là giờ hành chính thì bản thân mình là thường dân, làm sao còn là quan chức nữa, là thường dân bình thường, đúng không? Thì là thường dân để lên trên mạng xã hội nói chuyện về điều gì đó, ví dụ như Vũ Quang đây thì hoàn toàn là thường dân. Ví dụ tôi nói chuyện trên diễn đàn như thế này cũng giống như anh đó là Phạm Chí Thành nói chuyện như thế này thì đều là công dân, đều là thường dân, chứ không thể nào khoác cái bộ quân phục đó vào. Bởi vì tôi nói rằng quân bộ quân phục đó nó không đại diện cho một cá nhân, mà nó đại diện cho một ngành an ninh của Việt Nam. Nhưng mà khi bạn mặc một bộ quần áo thường phục lên thì nó đại diện cho cá nhân của anh, nói lên tiếng nói của anh về một vấn đề gì đó của xã hội. Giống như Vũ Quang đây đang nói về vấn đề đó là Phạm Chí Thành và anh Hưng, thì tôi nói sai ở hai người này là sai ở cái góc độ là mặc cái bộ quân phục đó lên. Vì bộ quân phục đó nó không đại diện cho cá nhân và một sự vật hiện tượng nào, mà nó đại diện, bộ quân phục đó nó đại diện cho cả một ngành của một dân tộc Việt Nam, một ngành an ninh để bảo vệ dân tộc Việt Nam, bảo vệ sự bình yên cho Việt Nam. Nếu như các anh thực sự là ngoài vấn đề là vì vấn đề cá nhân ra, và còn vì vấn đề đó là dân tộc nữa, vì muốn có một hệ thống an ninh trong sạch, thì hãy lột cái bộ quân phục xuống để mà nói chuyện. Và với cách nói chuyện của anh Hưng thì còn được, chứ nói chuyện theo cách của Phạm Chí Thành, tôi nói thật anh Thành này, mà tôi nghĩ là Thành không thể hơn tuổi tôi được. Riêng Phạm Chí Thành này, tôi nói với ông này, bản thân ông ấy học lại cái cách ăn nói, trình bày, bởi vì mình là người có học mà lại khoác trên mình đó là cái áo của một ngành an ninh thì phải thể hiện mình là người có học. Ăn nói nó phải khúc chiết, nó phải rõ ràng, đầu đuôi câu chuyện ra. Nếu như nói chuyện như anh Hưng thì tôi nói thật là sẽ có sự đồng cảm, đồng tình của mọi người. Nhưng nói theo cách của anh Thành ấy, thì tôi nói thật, đó là bản thân tôi nghe cái clip đầu tiên thôi, tôi đã khinh mỉ rồi. Khinh mỉ rồi. Tôi nghĩ rằng là bản thân ông chỉ là dân chủ cuội đấy nhá. Còn lần sau kể cả anh Hưng anh nói chuyện thì tôi thấy ở trong đó cái tình cảm của anh, những cái sai trái mà anh nói ra tôi cảm nhận được, nhưng đừng khoác trên mình cái áo màu xanh của ngành công an, đừng khoác, vì nó sẽ làm ô nhục đi chính bản thân mình, làm cho người dân bình thường người ta cũng không tin, mà chỉ có duy nhất bọn dân chủ quậy tin. Và nó sử dụng cái clip đó để nó đánh phá vào cả một ngành an ninh của ta. Thì đó là điều đáng xấu hổ chứ. Có phải vô tình mình trở thành Lê Chiêu Thống không? Vô tình mình trở thành người đó là cõng rắn cắn gà nhà. Đó là do mình gây ra mà. Đúng chưa? Cho nên đại úy Lê Chí Thành cùng anh Hưng cần xem lại cái tư cách bản thân của mình. Cần xem lại cái hành vi của mình. Còn việc chia sẻ tôi nói không sai. Tôi nói rằng cái việc đó của các anh nói không có gì là sai cả. Nhưng khi khoác trên mình cái áo màu xanh của ngành an ninh công an đó thì là sai, chắc chắn là sai. Vì như thế là các anh đang quy chụp cho cả một ngành an ninh của Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Nó giống như anh những gì mà anh đang nói. Và đặc biệt anh Phạm Chí Thành khoác trên mình cái áo đó thì ăn nói như một kẻ vô học, không có khúc chiết, không có đầu đuôi câu chuyện. Bởi vì sao? Vì anh chỉ là người nghe câu chuyện, chứ không phải anh là người trực tiếp câu chuyện. Cái thứ hai là anh không có khả năng về ăn nói, cho nên là không có khúc chiết, không tạo ra được niềm tin và năng lượng
từ cái miệng của anh nói ra. Anh có hiểu không? Phần này anh phải tự biết. Nhưng nếu như bản thân anh mặc thường phục giống như tôi đây, không ai người ta đánh giá. Không ai người ta đánh giá. Mà nếu như là người dân như chúng tôi, thì chúng tôi sẽ cần tìm hiểu xem anh là ai, là người như thế nào, có thực là đại úy hay không. Đúng chưa? Nếu thực là đại úy thì cái việc này nhân dân sẽ ủng hộ anh với những cái sự việc là thực như vậy. Đúng chưa? Nhưng khi bản thân anh đã khoác trên mình cái áo đó thì mọi người giống như tôi đây khinh mỉ anh và ghét anh, thậm chí không có sự ủng hộ anh. Đó là điều chắc chắn. Đây là điều mà tôi muốn nói chuyện và chia sẻ liên quan đến đại úy, đó là Phạm Chí Thành, đó là Thành với lại Hưng đấy, thì cần phải xem lại. Bởi vì không phải là vì một việc cá nhân mà ta mang một công việc của cả một ngành ra, mang uy tín của cả một ngành ra để ta nói chuyện được. Làm sao mà được điều đó? Đúng không? Nếu như một đài chính quy nào đó hoặc một báo nào đó về phỏng vấn anh, về phỏng vấn anh, đúng không? Thì ok, anh sẽ ăn mặc cái bộ quần áo đó bình thường. Nhưng khi lên diễn đàn này làm ngoài giờ hành chính, mà đã là ngoài giờ hành chính thì anh là dân thường, chứ đâu phải là cán bộ nữa. Khi anh đã về tới nhà ấy thì anh hoàn toàn là dân thường, làm sao có thể xưng mình là đại úy được, đúng không? Người ta chỉ nói rằng là anh Thành năm nay là bao nhiêu tuổi và đang ở cấp bậc đại úy, chứ đã ngoài giờ hành chính rồi thì anh làm gì có quyền hành gì nữa, đúng không? Cho nên đừng mặc cái bộ quân phục đó, đừng mang thể diện của cả một ngành an ninh của Việt Nam, dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam ra để rồi nói chuyện ba cái điều tầm bậy ở trên mạng, thì chỉ bị nhân dân nó ghét thôi, đúng không? Còn cái sự việc của anh, như cách nói của anh Hưng, tôi có cảm nhận trong đó nó có tình cảm của cá nhân anh Hưng, của gia đình anh Hưng mà đang gặp phải. Và tôi cũng mong rằng là chuyện này sớm được giải quyết. Và khi các anh đã lên tiếng rồi thì đương nhiên sẽ được giải quyết. Nhưng mà thực sự là giải quyết đi chăng nữa thì hai anh cũng sẽ bị kỷ luật. Tại sao bị kỷ luật? Vì các anh đã có những cái hành vi trong những câu nói ở trên cái bộ quân phục đó thì đương nhiên bị kỷ luật, vì đã phạm vào một trong 10 cái điều đó là của ngành công an đó, đúng không? Các anh làm công an các anh biết điều này chứ, sao không biết? Dân thường chúng tôi còn biết cơ mà, huống chi là các anh, đúng không? Tôi không bao giờ đó là lên án cái việc các anh lên trên mạng để đấu tố cũng như là vạch mặt những quan tham, những kẻ mà ăn chặn, không bao giờ tôi lên án điều đó. Nhưng khi anh ngoài giờ hành chính, anh lên trên mạng, anh mặc cái bộ quân phục đó, thì tôi lên án, chắc chắn là lên án. Vì điều đó là điều sai, anh không thể mang một ngành ra để đại diện cho cá nhân được. Không bao giờ được mang một ngành ra, đại diện của một ngành ra để đại diện cho một cá nhân được. Làm sao được điều đó? Không khác thì bọn dân chủ cuội. Một cá nhân của mình là công dân của Mỹ, một đòi làm đại diện cho hơn 90 triệu dân của người Việt Nam. Khác như thế không? Trong khi đó bọn họ là ai? Là kẻ bán nước hại dân. Họ là ai? Họ là kẻ thất trận đu càng, hèn hạ và bây giờ trở thành tổ chức lừa bịp với nhau. Thế khác gì như thế không? Bản thân họ không biết họ là ai. Thì bản thân hai anh cũng vậy. Khi mà lên diễn đàn tự do, hai anh cũng không biết mình đang là ai. Và nghĩ rằng mình mặc bộ quân phục này để gia tăng niềm tin cho người nghe. Nhưng thực tế là đang giảm niềm tin với người nghe. Đúng không? Thì tự mình phải biết chứ. Tôi còn nhìn ra, huống chi là người khác. Tôi đồng cảm anh Hưng, rất đồng cảm anh Hưng và gia đình anh Hưng. Và tôi tin tưởng rằng các bộ ban ngành sẽ sớm giải quyết dứt điểm cái sự việc liên quan đến gia đình anh Hưng để cho nhân dân được tội nguyện. Nhưng mà chắc chắn hai anh sẽ bị kỷ luật, đặc biệt là anh Thành. Chắc chắn bị kỷ luật, không thể không kỷ luật được. Làm sao có khái niệm được một cá nhân mang cả một cái màu sắc của một ngành ra để đại diện cho mình được, làm sao mà được phép làm điều đó? Không bao giờ được phép. Ngoại trừ điều đó đang nằm trong giờ hành chính và sẽ được đi phỏng vấn bởi một đài truyền hình báo chí nào đó thì mới được phép. Đó là điều chắc chắn chứ, đúng không? Không thể nào dơ cái đấy ra để hạ bệ đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam được. Làm sao mà được? Tại sao tôi nói điều này? Vì chính những gì các chị nói là một miếng bơ, miếng mỡ, miếng bơ béo bỏ cho bọn dòi bọ ấy, nó đục khoét vào, nó lợi dụng vào, nó đánh phá vào tất cả ngành an ninh của chúng ta, hiến pháp và tư pháp của chúng ta. Nhưng nếu như bản thân anh vẫn chức vụ đó
mặc quân phục, mặc thường phục như thế này, sau cũng nói rằng tôi là đại úy này, đang làm ở khu vực này, thoải mái, không bao giờ hạ bệ được cả một ngành nghề như thế. Các anh có hiểu không? Các anh xem tất cả các video của các anh ấy, tất cả tiếng nói của các anh ấy, thì tất cả mọi diễn đàn nào đang sử dụng, đúng không? Thì đó là điều mà làm cho nhân dân phẫn nộ chứ. Từ cái việc là người ta ủng hộ tới cái việc người ta không thèm ủng hộ nữa, thiệt thòi về các anh. Thì dần dần không ủng hộ nữa thì các anh có phải trở thành dân chủ cuội không? Đúng chưa? Cho nên tự mình phải biết kiềm chế và sử dụng đúng cái quân phục đấy vào những mục đích để làm sao bảo vệ được cái ngành nghề của mình, bảo vệ được uy tín cho dân tộc mình. Đó là điều cực kỳ quan trọng. Chứ không thể nào mà khơi khơi ra là mặc bộ quần áo đấy làm cái gì cũng được, là quyền của anh chị được. Bởi vì tôi nói rồi, đã ngoài giờ hành chính các anh đều là dân thường hết, chứ không phải cứ khoác cái áo đi lên là các anh là an ninh, là công an đâu. Cứ ngoài giờ hành chính thì chắc chắn các anh chỉ là dân thường thôi, làm gì còn nhiệm vụ gì, quyền hành gì nữa. Mà tại sao để khoác cái áo đó lên để mang cả một cái ngành an ninh công an để đại diện cho mình, đấu tố cho mình chỉ vì việc cá nhân thôi? Thì đó là điều việc rất, với cá nhân tôi, kịch liệt lên án. Vì đây nó là uy tín của quốc gia, của dân tộc, của một ngành an ninh nhá. Rồi ok, trong cái thước phim này Vũ Quang chỉ chia sẻ nói chuyện liên quan đến Phạm Chí Thành về những điều như vậy. Và tự hai anh hãy tự biết mình cần phải làm gì và làm như thế nào để nó tốt hơn, nó hay hơn, nó có ý nghĩa hơn, và để cho nhân dân người ta đồng tình, ủng hộ mình. Thì đó mới là điều quan trọng nhá. Rồi trong thước phim này Vũ Quang chỉ chia sẻ và nói chuyện như vậy liên quan đến câu chuyện của Phạm Chí Thành cũng như là của Lê Chí Thành ấy. Cũng như liên quan đến anh Hưng, tôi chỉ nói chuyện như vậy thôi. Tất cả các bạn biết rằng là mấy thời gian qua thì rất là sùm liên quan hai con người này, và bọn hải ngoại thì đang sử dụng hai con người này nó giống như là một cái kim chỉ nam để chúng nó đánh phá vào ngành an ninh của chúng ta nhé. Ok, rất cảm ơn quý vị anh chị các bạn đã lắng nghe những gì Vũ Quang giao lưu chia sẻ với các bạn trong cái thước phim hôm nay, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong thước phim lần sau.